Thưa sư, con giết người là người ta chết là do nghiệp của họ, con phỉ báng người ta là do nghiệp của họ, con làm điều bất thiện với người ta hay các loại chúng sanh khác cũng là nghiệp của họ. Mặt khác, con đang giúp họ trả nghiệp cho họ, con phải được lợi lạc. Mong sư xem xét nhận định này. Quý vị biết là khi mà đọc cái này á, là chư tăng là các sư ai cũng cười hết trơn, trời. Thì nói như thế này nè, có một số trường hợp ví dụ như ngài Mục Kiền Liên, ngài phải chịu cái quả báo là ngài bị cướp nó giết, thì đúng là do cái quả báo của ngài cho nên là cướp nó mới tìm ngài để nó giết. Nhưng mà nhớ giùm vậy, cho dù không có bọn cướp giết thì ngài cũng sẽ chết vì một lý do khác. Ví dụ như bị tai nạn, bị đá đè chết, bị đất rút chết, bị thiên tai lũ lụt, bị bất kỳ một cái phương tiện khác. Cho nên đừng có coi mình là một cái gọi là cái người thay trời hành đạo, không có chuyện đó. Như ở trong cái một cái kiếp Bồ Tát, do kiếp quá khứ ngài sát sanh á, đời này ngài phải chết vì bị chặt đầu, phải chết vì cái nghiệp bị chặt đầu. Thì một vị Bà La Môn á, do biết được cái tiền kiếp của ngài cho nên là thống hạ đồ đao, tức là chuẩn bị chặt đầu con dê đó rồi, là ngài Bồ Tát ngài đang là con dê đó, chuẩn bị chặt đầu con dê đó rồi. Nhưng mà sau khi biết được chuyện tiền thân á, cho nên là không có chặt đầu con dê. Thì khi đó Bồ Tát ngài mới nói đó, cái ác nghiệp này đó là trước thì nó tới hồi phải chỗ rồi, thì kiểu gì cũng phải chỗ thôi. Thì khi đó đó, một cái tảng đá đó nó rớt xuống và nó làm cho con dê bị đứt đầu. Một cái tảng đá trên núi nó rớt xuống là con dê bị đứt đầu. Thì như vậy đó, mặc dù á, cái vị Bà La Môn không giết ngài thì ngài cũng sẽ chết vì cái nguyên nhân khác. Đó mới là do nghiệp. Nha. Bởi cho nên á, là chúng ta có cái sự mệnh chung á, tức là cái sự chết á, vì nhiều nguyên nhân. Một, chết do tuổi thọ hết. Hai, là chết do quên ăn uống. Ba, là chết do nghiệp, đọa nghiệp. Và thứ tư là chết do bị kẻ khác tấn công. Cho nên là mình đừng có nhầm lẫn rồi mình đi tấn công người khác nha. Họ coi như là mình tấn công họ đi, họ xong rồi còn mình thì sao? Cho nên á, là cái chuyện này là hoàn toàn không có công đức. Quay trở lại như sư nói, trong trường hợp ngày Mục Kiền Liên đi, nếu như bọn cướp không có giết ngài thì ngài vẫn sẽ mệnh chung, chứ ngài không cần phải bọn cướp ra tay đâu. Chính bởi vì như vậy đó, ngài viên tịch rồi, bọn cướp vẫn đi địa ngục. Chứ bọn cướp không có cái kiểu là thay trời hành đạo đâu nha. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ cái việc này. Thì xin mời chư tăng góp ý thêm. Xin mời sư Chánh Tâm đi. Mắc cười quá, cái đầu câu hỏi này ngạc nhiên ghê luôn á, là ngạc nhiên bạn này bạn có cái ý tưởng mới lạ cũng hay, nhưng mà mình quên rằng đúng, có khi mình gây đau khổ cho chúng sanh á, rồi tạm dụng từ đó đi là gọi chung á, nãy cái gì bạn này bạn miêu tả nè là gây đau khổ chúng sanh khác đi, từ cái chuyện mà đánh đập chửi mắng cho đến chơi giết chết thì tạm chung là gây đau khổ chúng sanh, thì có khi là họ sẽ trả nghiệp. Nhưng ở đây á, mình quên cái là mình cũng là tạo nghiệp mới, mình cũng là cái người tạo nghiệp mới, cho nên đừng có dạy mà dùng cách đó. Còn nói rằng á, là mình giúp họ trả nghiệp mình được lợi lạc, không có đâu, mình được cái nghiệp mới nha. Ví dụ một ai đó tán tôi bật tai đi thì có thể là tôi trả nghiệp, nhưng người đó đang tạo một cái nghiệp mới. Nếu nói như vậy, nói như bạn này, cái người mà nhấn cái nút mà thả cái bom nguyên tử xuống hai cái thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật á, là người đó lệ lạc dữ lắm luôn, hay là mang cái tội sát sanh. Nếu nói vậy thì cái sát sanh nó đã không còn cái nhân quả nữa,
tại vì mình giết người ta là tội nghiệp người ta, nên tôi giết người ta, tôi giúp người ta trả nghiệp thì tôi có lợi lạc. Như vậy nói ra mình phủ nhận đi, mình lại phủ nhận đi cái sự lời dạy của Đức Phật về về cái giới sát sanh. Giống như bây giờ mình thấy con những cái chúng sanh nhỏ, con mình giết họ nó để cho mình, để cho nó đầu thai kiếp khác hả, mình giúp nó hả, cái đó là không đúng. Mình người ta trả nghiệp hay không mình chưa biết, nhưng bản thân mình là cái người tạo cái nghiệp mới, tạo nghiệp mới. Còn á, còn một cái trường hợp hiểu lầm là thí dụ đời đời trước tôi người đó giết tôi, đời này sinh ra tôi giết lại người đó là không đúng, không phải vậy. Cái nghiệp nó làm cho cái người này phải chết, và chết nguyên nhân nào đó là cái nhân duyên, cái nhân duyên riêng, trùng hợp nó sẽ tới, chứ không phải là hồi trước tôi giết anh là đời sau anh giết lại tôi, mà đời sau tôi sẽ phải chết, và chết do nguyên nhân gì thì đó là cái chuyện của nghiệp, mình không biết được. Còn cái chuyện mà mình nói mình giúp người ta trả nghiệp đó là nói chơi thôi, nói chơi thôi, không phải mình giúp người ta trả nghiệp mà mình không biết người ta trả nghiệp hay không, nhưng chính bản thân mình là cái người tạo nghiệp mới đúng quý vị. Cho nên nếu nếu nói về tôi đi nó loạn hết là vậy sao, mình đi cứ đi làm chuyện ác đi, mình đập người ta, mình đánh người ta, mình chửi người ta rồi mình được lợi, cái lợi đó nó chẳng những nó không được lợi gì mà nó còn mang một đống nghiệp luôn. Xin mời Đức Thượng. À, xin thưa hai vị đức, xin thưa quý vị, để tiếp nối phần trả lời của câu hỏi này thì viên cái phần phân tích đó, để đức hiện tại thì đức tĩnh tâm đó. Phân tích cũng rất là chi tiết và đầy đủ rồi, đúng không? Riêng bản thân sư đó, thì sư chỉ có gọi là cái gợi ý, cái gợi ý về cái ý hay là hay gọi là cái giải pháp đi, giải pháp cho cái vấn đề thắc mắc của câu hỏi này của vị hữu gì. Vị hữu này là có ý là muốn giúp, muốn giúp nè, xin nhấn mạnh hay ý ha, muốn giúp và muốn được lợi lạc đấy không? Tại vì ở đây vị đạo hữu này nói là con phải được lợi lạc, có nghĩa là tạm hiểu là muốn như muốn được lợi lạc đi với muốn giúp đi. Thì bây giờ thì thay vì á cái sự phân tích của hai vị đức á, rồi á, thì bây giờ á, thay vì cái câu hỏi này á, bây giờ sư xin phép á, thay đổi á, như vậy. Thưa sư, con giúp người ta là giúp chúng sanh đó, không? Để cho thiện nghiệp của con và họ tốt hơn, không? Và con nói lời nhu hòa để cho bản thân con và họ, không? Được tốt đẹp đó. Và con làm những điều thiện đối với mọi người, không? Và hay cái chúng sinh khác, không? Đó là góp phần để cho điều thiện cho con và họ. Vấn đề nó quá đơn giản, vấn đề ở đây là giải pháp quá đơn giản cho cái câu này, chỉ cần thay đổi gì thôi. Chứ mình đâu có cần phải hiểu mình đâu, mình nếu mình hiểu theo cái kiểu mà giống như hai đức vừa phân tích đó, mình hiểu đó là nó đi ngược với lời Phật dạy, đi nó sai với lời Phật dạy. Dạ, xin kết thúc cái phần trả lời câu hỏi này. Thì phải nói là Đại Đức Tại Tường mở ra một cái hướng gọi là đi ngược lại vấn đề để cho quý vị thấy. Là nếu như chúng ta như vậy thì tại sao mình không nói là thôi bây giờ tôi bố thí cho người ta để cho người ta hưởng cái phước của người ta. Tôi giúp người ta hưởng phước. Người ta có mắng tôi, chửi tôi thì tôi cũng hiền hòa với người ta để giúp cho người ta hưởng cái phước. Đó, người ta có làm ác với tôi thì tôi cũng tốt với người ta để người ta hưởng phước. Thì như vậy đó là nó suy nghĩ là nó hay hơn và đời nó sẽ đẹp hơn. Chúng ta qua câu hỏi. À thôi cũng hết giờ rồi.